Tiếp theo sang câu hỏi thứ hai là của bạn Nguyễn Tuyết Anh gửi tới câu hỏi đến chương trình. Chào thầy, em tên Nguyễn Tuyết Anh. Thầy cho em hỏi, chồng em sinh năm 1990, vợ sinh năm 1994, năm 2020 có làm nhà tọa Tây Bắc hướng Đông Nam được không ạ? Chúc thầy và các trợ lý nhiều sức khỏe. Cảm ơn anh Tài, cảm ơn bạn Tuyết Anh đã gửi câu hỏi đến với chương trình của Phong Thủy Thám Nguyên. Xin gửi bạn Tuyết Anh cũng như là chồng của mình đang theo dõi kênh tư vấn hồ sơ của Phong Thủy Thám Nguyên như sau. Ở đây thông tin chị đưa ra bao gồm là chị sinh năm 1994 là Giáp Tuất, chồng của chị sinh năm 1990 Canh Ngọ, cũng như chị hỏi là năm 2020 thì có làm nhà tọa Tây Bắc hướng Đông Nam được hay không, đúng không? Ở đây cũng không thấy là thông tin là các bé nhà mình, thì cũng không biết là gia đình mình đã có thành viên nhỏ hay chưa. Nếu như có rồi thì chị cũng có thể là cung cấp thêm cho Phong Thủy Thám Nguyên biết là năm sinh của thành viên nhỏ tuổi trong gia đình mình là năm nào, hay là nếu như có bố mẹ ở cùng thì bạn cũng có thể là cung cấp thêm thông tin năm sinh của bố mẹ nữa, thì Phong Thủy Thám Nguyên sẽ đầy đủ thông tin hơn. Vậy thì trao đổi với chị ở đây rằng là hướng Đông Nam năm 2020 thì có làm được không, trao đổi với chị luôn rằng là xét theo yếu tố Định Long Tam Hợp Phái trước nhé, thì đối với thông tin của thành viên gia đình chị bao gồm là 90 Canh Ngọ cũng như 94 Giáp Tuất ấy, và chưa biết là cháu nhỏ nhà mình sinh năm bao nhiêu, nhưng xét theo bộ tam hợp thì gia đình anh chị đang nằm trong bộ tam hợp Dần Ngọ Tuất. Xét theo Định Long Tam Hợp Phái thì đối với gia đình anh chị ở nhà hướng Đông Nam thì rất vượng, ở nhà hướng Đông Nam rất vượng luôn. Bởi vậy cho nên rằng là năm 2020 thì lại câu chuyện đó hướng Đông Nam này có làm được không, đúng không ạ? Câu chuyện liên quan đến yếu tố hợp long thì chúng ta đã trả lời rằng là anh chị ở cái nhà hướng Đông Nam thì hợp long đấy tốt. Tuy nhiên một câu chuyện khác trong cái việc làm nhà chúng ta vẫn thường nói đến, đó là hợp long thì chúng ta đã xét đến yếu tố là đắc vận hay không. Thì đối với hướng Đông Nam tức là tọa Tây Bắc năm 2020, vì rằng là năm 2020 là năm Canh Tý, do đó rằng là các cái sơn đó là Càn Hợi Đoài Đinh phạm phải mối long biến vận. Do đó rằng là tọa Tây Bắc thì lại bao gồm ba cung là Tuất Càn Hợi. Do đó rằng là vô tình nó sẽ có hai cái sơn nó sẽ phạm phải mối long biến vận, đó là Càn và Hợi phạm phải mộ long biến vận. Ở đây rằng là chị nói là hướng Đông Nam, nhưng cũng không biết là Đông Nam là bao nhiêu độ, bởi vì Đông Nam lại còn bao gồm ba sân hướng là Thìn Tốn Tỵ, tức là nếu như tọa Tuất thì sẽ hướng Thìn, nếu tọa Càn là sẽ hướng Tốn, và nếu tọa Hợi sẽ hướng Tỵ. Nếu như cái hướng Đông Nam của nhà gia đình chị rơi vào cái hướng đó là hướng nó rơi vào hướng Tốn và hướng Tỵ thì năm 2020 này thực tế mà nói thì động thổ hướng Đông Nam thì lại không vượng. Đông thổ Đông Nam lại không vượng. Xét theo bản chất về vận khí của hướng Đông Nam không vượng, bởi vì là sơn của nó là tọa Tây Bắc là bao gồm có Càn và Tuất thì nó phạm phải mộ long biến vận trong năm 2020, thì về cơ bản động thổ nó phạm mộ long như thế thì nó không hề vượng. Tuy nhiên xét về yếu tố đó là vì rằng là gia đình chị hợp long, bởi vậy cho nên chúng ta hoàn toàn là lựa chọn vào cái tháng để tháng vượng, để mà tháng ở đây là cái tháng nhật về đao sơn để chúng ta có thể triển khai. Xét nếu như không hợp long thì hướng Đông Nam này chúng ta vẫn có thể triển khai xây dựng được, nhưng phải chờ đến cái thời điểm cuối năm, tức là sau Đông Chí là cái thời điểm mà nhật nguyệt đáo sơn hướng đối với cái nhà tọa Tây Bắc hướng Đông Nam này thì mới động thổ xây dựng được. Nhưng vì rằng là gia đình chị bao gồm tuổi Canh Ngọ và 94 Giáp Tuất thì lại hợp long đối với hướng Đông Nam, do đó chúng ta có thể triển khai sớm hơn, thì chị hoàn toàn có thể triển khai động thổ vào một trong hai tháng, đó là tháng 2 âm lịch tức là tháng Mão và tháng 4 âm lịch là tháng Tỵ, thì mình có thể triển khai xây dựng động thổ cái hướng Đông Nam này được. Về cơ bản chi tiết 5 tháng ngày giờ triển khai động thổ chỉ cần phải cung cấp thêm cái thông tin đối với Phong Thủy Thám Nguyên, bao gồm là ngày tháng năm sinh của chị này, của chồng chị này, nếu như có bố mẹ hay là con nhỏ ở cùng nữa thì cần phải cung cấp thêm thông tin, với lại độ số hướng Đông Nam là bao nhiêu độ, nó rơi vào hướng gì, hướng Thìn, hướng Tốn hay là hướng Tỵ. Bởi vì Đông Nam bao gồm ba sơn hướng Thìn, Tốn, Tỵ, mà chúng ta rơi vào cái độ số hướng đấy thì chúng ta mới có thể triển khai được. Thì về cơ bản làm nào đo được hướng thì chị cũng có thể là sử dụng cái ứng dụng tên La Bàn Việt. Cô chú anh chị hoàn toàn để tải về điện thoại Android hoặc là iPhone mình, cái ứng dụng La Bàn Việt nó sẽ như thế này. Chúng ta lên iOS hoặc là lên CF Play, chúng ta gõ tên là La Bàn Việt do Tam Nguyên thiết kế thì chúng ta có thể tải ứng dụng này về. Hiện tại ứng dụng La Bàn Việt của Phong Thủy Thám Nguyên thì hiện tại cũng đã mở hoàn toàn miễn phí rồi, thì các cô chú anh chị chỉ cần là đăng ký tài khoản cũng như đăng nhập vào là chúng ta hoàn toàn sử dụng cái ứng dụng La Bàn Việt này hoàn toàn miễn phí, đúng không anh Tài? Vâng. Sau đó thì là chúng ta sẽ tiến hành đo hướng, lại giải thích thêm đối với bạn Tuyết Anh cũng như là các cô chú chị đang theo dõi video rằng là làm thế nào tôi đo được hướng nhà tôi, đúng không ạ? Thì chúng ta hiểu nguyên lý như sau, thì một cái mặt la bàn nó là hình tròn, nó 360 độ, nó chia ra làm từng độ một và nó chia ra làm 8 hướng, đúng không ạ? Đông Tây Nam Bắc, Đông Nam Đông Bắc, Tây Nam Tây Bắc. Do đó thì 360 chia cho 8 thì nó sẽ bằng 45 độ một hướng. Thì trong 45 độ này thì lại chia ra làm 3 hướng nhỏ bên trong. Chúng ta sẽ thấy đấy 8 x 3 bằng 24, chúng ta gọi là la bàn 24 sơn hướng. Thì trong cái việc định long định hướng thì chúng ta phải xét đến 24 sơn hướng này. Bởi 24 sơn hướng thì nó yếu tố về nạp giáp, rồi là yếu tố về tốc độ lưu thông khí, rồi là độ ẩm, rồi nhiệt độ, nó khác nhau rất nhiều, kết hợp với yếu tố về vận hạn của các thành viên gia đình cô chú anh chị nữa, với lại là thông tin trạch chủ nữa, thì nó sẽ tạo ra yếu tố
vận khí từng năm nó tương thích với lại yếu tố trường khí của con người sống trong cái ngôi nhà đó, hay là cái cách cục đất đó với cái hướng đấy, thì nó tạo ra yếu tố về vận khí khác nhau. Bởi vậy cho nên rằng là mỗi một năm chúng ta căn cứ vào yếu tố về vận khí thần sát, thiên khí từng năm mà chúng ta đánh giá rằng là cái vận đất đấy nó có được tốt hay không. Bởi vậy cho nên cần phải đo cụ thể. Vì rằng là giống như Đức Trung có nói là Đông Nam bao gồm ba sơn hướng là Thìn, Tuấn, Tỵ, thì cũng không biết là nó rơi vào hướng nào, thì bạn Tuyết Anh cần phải đo cụ thể nhé. Hiện tại đây là Đông Nam thì chúng ta biết rằng là nó sẽ bao gồm ba sơn hướng là Thìn, Tuấn, Tỵ có giải độ là từ 112,5 độ và cho đến là 157,5 độ. Hướng Thìn thì nó dao động từ 112,5 độ cho đến 127,5 độ, đúng không ạ? Tiếp tục đến Tốn là 127,5 độ cho đến 142,5 độ, và đến hướng Tỵ là 142,5 cho đến 147,5. Tức là mỗi một hướng này là 15 độ. Thì 15 độ này nó khác nhau theo những cái nguyên lý mà Đức Trung đã trao đổi ấy, thì bạn cần đo cụ thể nhé. Sau đó bạn báo lại cho Phong Thủy Thám Nguyên. Do đó là các cô chú chị muốn Phong Thủy Thám Nguyên chúng tôi giải đáp một cách kỹ càng ạ, thì hãy đặt câu hỏi xuống dưới phần bình luận bao gồm những thông tin. Thứ nhất, đó là hướng nhà mình đang là hướng gì, bao nhiêu độ này. Thứ hai, đó năm sinh âm lịch của các thành viên trong gia đình, hoặc là nhắn đầy đủ là ngày tháng năm sinh dương lịch các thành viên trong gia đình. Và cái thứ ba đó là câu hỏi cần được giải đáp. Ví dụ, năm nay tôi muốn tu sửa thì có được không này? Tôi muốn tu sửa phương vị nào có được không này? Xây mới thì có được không này? Hay là năm nào xây mới thì có được không này? Hãy đặt câu hỏi một cách chi tiết như thế, cộng với số điện thoại của các cô chú anh chị dưới phần bình luận, thì Phong Thủy Thám Nguyên tiếp nhận được câu hỏi này, luận giải và giải đáp thì nó sẽ kỹ càng hơn. Đồng thời đây cũng chính là một trong những cái cơ duyên để mà chúng ta kết hợp được Phong Thủy Thám Nguyên có cái cơ hội hỗ trợ tư vấn cũng như là khảo sát cách cục trực tiếp cái thửa đất của các cô chú chị, rồi là tư vấn thiết kế liên bộ hồ sơ phong thủy, thì mình việc làm nhà nó sẽ trở nên yên tâm hơn. Đó, vậy thì năm 2020 thì về cơ bản hướng Đông Nam của nhà bạn Tuyết Anh thì làm được. Bạn có thể triển khai vào tháng 2 và tháng 4 âm lịch. Năm tháng bây giờ chi tiết thì bạn hãy để lại thêm thông tin hoặc liên hệ đến 1900292, bấm nhanh số 2 để gặp đội ngũ trợ lý thì tiếp nhận thông tin và giải đáp giúp bạn. Xin cảm ơn bạn Tuyết Anh cũng như là chúc bạn và gia đình nhiều sức khỏe. Cảm ơn bạn Tài. Cảm ơn anh Đức Trung.